Thưa quý vị và các bạn, tính toán quy mô kinh doanh, tìm kiếm nguồn sơn chất lượng, xây dựng chiến dịch marketing và tìm ra phương án hoàn vốn nhanh, thu hút khách hàng là những trăn trở mà bất kỳ ai cũng gặp phải khi quyết định mở nhà phân phối hay đại lý kinh doanh sơn nước. Với thị trường sơn cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, thì việc tìm được một thương hiệu sơn uy tín chất lượng để kinh doanh hiệu quả lại càng khó. Vậy làm thế nào để tìm ra hướng đi đúng cho các chủ đại lý sơn? Thương hiệu sơn nào đang được nhiều người tin chọn? Tất cả sẽ có trong phóng sự ngay sau đây. Tiên phong trong lĩnh vực sơn mang thương hiệu Việt Nam, Cantech, thương hiệu sơn đạt tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam ISO 9001-2015, hiện đang được nhiều đại lý phân phối, nhà thầu, thợ sơn và người tiêu dùng đánh giá cao và tin dùng. Là một thợ sơn nhiều năm kinh nghiệm và đã từng thi công rất nhiều loại sơn, cũng như các dạng công trình khác nhau, tôi đánh giá cao chất lượng của sơn Cantech. Sơn có độ bám dính cao nên màu nhanh, tươi màu, màu sắc thực tế. So với bảng màu luôn có sự đồng nhất, dễ thi công cũng như tiết kiệm thời gian, đặc biệt là cái sơn nót chống được thùi sơn thường rất nhiều tốt. Với chất lượng sơn này, tôi tin rằng kể cả với những thợ mới vào nghề, tay nghề chưa cao cũng có thể thi công một cách dễ dàng mà vẫn đảm bảo đúng kỹ thuật mà sơn Cantech khuyến cáo. Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, bên cạnh đầu tư vào chất lượng sơn, Cantech còn đặc biệt chú trọng vào dịch vụ chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi bán hàng. Khi nhận được thông tin của khách hàng, thì phòng chăm sóc khách hàng sẽ kết hợp cùng với bộ phận kinh doanh hoặc nhà phân phối để tư vấn chi tiết về sản phẩm cũng như các ưu đãi, tư vấn phối màu 3D công trình miễn phí, hướng dẫn thi công đúng quy trình để sản phẩm bền, đẹp, hợp lý về chi phí. Trước khi thi công, người của công ty trực tiếp kiểm tra hiện trạng công trình, đo độ ẩm để đảm bảo rằng đủ điều kiện hoặc khu vực tường nào cần lưu ý khi thi công, làm căn cứ để công ty cấp giấy bảo hành. Đối với những đơn hàng đủ định mức thì công ty trực tiếp giao hàng đến tận chân công trình miễn phí và có quà tặng cho chủ công trình. Mỗi công trình đều được cung cấp các tư liệu liên quan đến sản phẩm, hướng dẫn thi công cũng như sau khi thi công xong, công ty vẫn tiếp tục quan tâm chăm sóc nên khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng, các dịch vụ trước và sau bán hàng mà đơn vị sơn Cantech cam kết. Cantech được đánh giá là đối tác tin cậy của các đại lý phân phối sơn trên toàn quốc. Hãng có nhiều sản phẩm chuyên dụng đặc biệt như sơn lót kháng ẩm KT02, sơn lót và sơn phủ siêu bóng kháng uế rất phù hợp và hiệu quả để thi công các công trình cần tiến độ hay công trình ven biển hoặc vật liệu bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. Khác với các đơn vị sơn trên thị trường, Cantech luôn đề cao lợi ích của đối tác. Chính vì thế, các nhà phân phối khi hợp tác cùng Cantech sẽ được hỗ trợ tối đa bằng các chính sách minh bạch, hấp dẫn. Tôi cho rằng những ai muốn kinh doanh phân phối sơn thì cần tìm hiểu kỹ về hãng sơn của mình lựa chọn, cũng như những cam kết hỗ trợ về kinh doanh, truyền thông, uy tín doanh nghiệp, các công tác hỗ trợ thị trường để giúp nhà phân phối đại lý tồn tại và phát triển. Với hãng sơn Cantech thì ngay từ khi đến với khách hàng, chúng tôi luôn luôn tư vấn và cung cấp các thông tin nhất quán, cơ chế chính sách hỗ trợ, các chương trình kích cầu luôn luôn được gia tăng và cam kết bằng văn bản cũng như được ghi rõ ràng trong hợp đồng nguyên tắc để các bên căn cứ thực hiện. Ở mỗi khu vực thị trường thì chúng tôi đều có các chương trình truyền thông quảng bá để hỗ trợ nhà phân phối và đại lý. Ngoài ra thì việc tổ chức khai trương, hội thảo, biển bảng khổ lớn, thưởng doanh số, chúng tôi đều căn cứ vào đặc điểm, khả năng của mỗi nhà phân phối để đưa ra các chính sách hỗ trợ tối đa. Chính vì vậy mà Cantech đã có được sự đón nhận đông đảo của đối tác, khách hàng và chúng tôi cũng đang hoàn tất các thủ tục để xuất khẩu sang các nước trong khu vực như Lào, Campuchia. Với chất sơn mang nhiều ưu điểm vượt trội cùng các chính sách hỗ trợ và cam kết rõ ràng hấp dẫn, Cantech đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phân phối trên toàn quốc. Trước đây, tôi có làm phân phối cho một số hãng sơn khác. Trong quá trình hợp tác, tôi gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề tư vấn cho khách hàng, cũng như các quyền lợi không được đảm bảo như cam kết ban đầu. Chính vì thế, tôi đã tìm hiểu trên phương tiện thông tin truyền thông cũng như được bạn bè giới thiệu, tôi đã biết đến sơn Cantech. Cantech là một hãng sơn đáp ứng được nhiều yêu cầu, tiêu chí cũng như quyền lợi mà khách hàng cần. Về giá cả thì hợp lý, màu sắc thì đa dạng, chất lượng thì đảm bảo đã được kiểm chứng trên thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt hơn nữa, khi cần hỗ trợ, công ty cử cán bộ trực tiếp xuống tư vấn triển khai một cách hiệu quả. Năm 2023, hãng đã đưa ra các chính sách hỗ trợ tốt hơn nhiều so với những năm trước. Nên tôi tin tưởng năm nay, sơn Cantech sẽ ngày càng được khách hàng đón nhận và sử dụng đông đảo.
Sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường sơn nội địa đã tạo ra tính cạnh tranh vô cùng lớn giữa các doanh nghiệp trong nước, đồng thời cũng thúc đẩy các thương hiệu sơn đổi mới công nghệ, tạo ra các sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trội. Với chất lượng cao và các chính sách hỗ trợ hấp dẫn, Cantech chắc chắn sẽ là một thương hiệu sơn Việt đáng tin cậy, sự lựa chọn hoàn hảo cho người tiêu dùng và các đại lý sơn trên toàn quốc.